thêm file 3D trực tiếp vào After Effects. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một tính năng mới đầy ấn tượng trong After Effects. Đây là khả năng nhập tệp 3D trực tiếp vào phần mềm mà không cần qua bất kỳ ứng dụng trung gian nào khác. Cùng mình tìm hiểu cách lấy tệp 3D miễn phí và bắt đầu sáng tạo trên After Effects, cụ thể là tạo ra video tượng Phật này. Các bạn truy cập vào website là sketchfast.com. Tại đây các bạn tìm kiếm cái từ khóa là Buddha thì nó ra rất là nhiều cái này. Nhưng mà lưu ý cho mình là chúng ta là người sử dụng miễn phí. Như vậy thì các bạn cần phải kích vào cái biểu tượng chỗ này, tức là được phép download. Tại vì ở trên này nó có rất là nhiều model. Cái nào mà có biểu tượng download ở đây thì các bạn sẽ đai về được. Nhưng mà có những biểu tượng về đồng đô la ở đây thì các bạn phải mua. Thì ở đây là chúng ta thực hành. Nên là chúng ta sẽ tải những file miễn phí về. Kéo xuống một hồi thì các bạn sẽ thấy được có rất là nhiều tượng Phật. Và các bạn cũng đã dễ dàng nhận biết được đây là cái file tượng Phật mà mình đã sử dụng để làm ở trong cái shot của mình. Rồi các bạn sẽ kéo vào kích vào cái mục download model ở đây. Cái sự cập nhật mới nhất từ phiên bản After Effects 2024 là họ cho phép các bạn nhập được cái file là GLTF và GLB. Với những cái file này thì các bạn có thể kéo trực tiếp vào After Effects luôn. À, nếu như máy của các bạn nào cấu hình tốt thì các bạn có thể tải những cái file chất lượng cao luôn. Còn nếu như các bạn cấu hình thấp, khuyên các bạn nên là tải những cái file nhẹ, thấp dung lượng để mà các bạn có thể trải nghiệm được tính năng này. Trở lại với giao diện của After Effects, đây là cái file 3D mà mình đã tải trên mạng về này. Thì khi các bạn kích đúp vào như là phần review video thì các bạn sẽ không thấy gì cả. Thì trước mắt là các bạn cần phải tạo ra một cái composition để mà làm việc các bạn nhấn cho mình cần n để tạo ra một composition nếu như các bạn muốn làm khung ngang thì các bạn tạo ra kích thước là theo tỷ lệ là 16:9 còn nếu như các bạn muốn làm khung dọc thì các bạn sẽ làm theo tỷ lệ là 9 16. trong trường hợp này mình sẽ làm khung dọc như vậy thì mình sẽ chọn kích thước là 1080 và 1920 ở đây mình sẽ đặt tên đó là thực hành sau đó các bạn sẽ kéo cái con này ra bên ngoài để dễ dàng quản lý nè cái file 3D này các bạn đưa vào trong này thì nó sẽ nhỏ như thế này nha thì các bạn có thể tùy chỉnh kích thước ở trên này nè, scale lên hoặc là các bạn tạo ra một cái camera để điều chỉnh thì các bạn phải chuột vô chỗ khu vực này nè, chọn new và chọn camera. Tại đây thì mình có thể chọn là ở lens là tầm 50mm là giống như mắt thường của mình á. Sau đó các bạn sẽ tùy chỉnh bằng cái phím C. Các bạn nhấn C lần một thì con chó của các bạn nó sẽ thay đổi miểu dòng tròn và mũi tên hai chiều đúng không? Tức là ở đây là các bạn có thể tùy chỉnh được kích thước scale nè. C lần thứ hai là các bạn để xoay được nè. Và C lần thứ ba là dịch chuyển vị trí lên xuống trái phải. C lần nữa là dùm nó quay lại như vậy. Thì các bạn hình dung được là đây là một cái file 3D thực sự. Nó đã được đưa vào trong After Effects luôn. Và mình sẽ chọn Reset. Và bây giờ mình sẽ chỉnh cho kích thước nó to lên thôi. Trong cái tính năng mới này thì nó sẽ đi kèm với một cái sự thay đổi mới nữa. Thì thông thường khi các bạn vào chọn vào Layer, chọn New. Thì đây là các Layer mà có trong After Effects chúng ta tạo một cái đèn thì hồi nào giờ thì chúng ta sẽ thấy được là nó có cái, à, có bốn cái loại đèn mặc định cơ bản nhưng mà từ khi các bạn cập nhật này thì các bạn sẽ thấy thêm một cái thông số nữa đó là environment tức là cái ánh sáng môi trường nó sẽ được kết hợp vô trong này thì các bạn sẽ kích chọn vào đây thì bức tượng của chúng ta nó bắt đầu nó thay đổi nhưng mà bây giờ thì các bạn chưa thấy rõ được điều gì hết các bạn truy cập vào cái website đó là polyhaven.com á các bạn sẽ thấy được là ở đây là có rất là nhiều cái thư viện mà thuật ngữ 3D người ta gọi là HDRI á tức là cái à, ánh sáng cái môi trường, cái tấm hình về về môi trường các bạn chụp bằng camera 360 đó, thì các bạn có thể tải những tấm hình này về hoàn toàn miễn phí, đưa vào trong After Effects của mình để làm để phản chiếu cái môi ánh sáng môi trường lên trên cái tượng Phật. Thì mình quay trở lại giao diện After Effects thì cùng mình cũng đã có một cái tấm hình HDR ở đây. Thì các bạn có thể kéo cái tấm hình này vào đây luôn. Và nên nhớ rằng là mình sẽ không sử dụng cái tấm hình này để làm background mà chỉ mình chỉ sử dụng tấm hình này để mà à, chiếu cái ánh sáng lên trên cái bức tượng này thôi và mình sẽ mở cái phần thông số của environment ra tại đây thì mình sẽ lựa chọn cái suột này đó là cái phần kích chỉ vào cái tên của một cái tấm hdr mình tải trên mạng về và ngay lập tức thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ phản chiếu lên cái ánh sáng môi trường lên trên này và các bạn lại có thể xoay cái thông số ánh sáng environment để mà cảm nhận được cái sự thay đổi của ánh sáng này mới đây về khoa học after Effects về viết kỹ xảo của mình có cập nhật một cái update mới đó là update số 20 đó là hai tính năng quan trọng mà học viên cần phải nắm mà việc cập nhật của After Effects cho phép import những cái file 3D cũng như cái chuỗi chuyển động 3D vào trong After Effects trực tiếp và Mocha Pro cập nhật tính năng 3D rất là mạnh mẽ thì toàn bộ cái nội dung này mình đã gửi cập nhật đến lớp của mình rồi trước đây thì các bạn cần phải sử dụng một phần mềm trung gian ví dụ như Element hoặc là C4D để làm việc này nhưng mà bây giờ những cái tiếng này After Effects đã cho phép chúng ta làm trực tiếp rồi và các bạn học viên lớp mình cũng đã được cập nhật và đây là cái file dự án mà các bạn sẽ thấy được là mình quay một cái clip như thế này chúng ta sử dụng Mocha Pro để tracking và đây là cái kết quả final mà các bạn có thể ghép chú voi này vào đây được nếu như các bạn là thành viên của học after effect kỹ xảo từ cơ bản đến nâng cao thì các bạn có thể kiểm tra cái mail mà các bạn đăng ký khoa học này và các bạn tải về để mà thực hành những bài tập các bạn sẽ có được cái kiến thức và áp dụng cho công việc của mình các bạn nhìn cho mình sang vị trí này các bạn có một cái dấu mũi tên đi sổ xuống này các bạn chọn vào render option ở trong này nó có cái mục nó quyết định đến cái tốc độ làm việc của các bạn nếu như mấy của các bạn mạnh thì các bạn có thể tăng cái những thông số này lên cao được. Ví dụ như render quality các bạn có thể tăng lên 100%. Resolution này các bạn có thể tăng là full. Và cái smooth này có thể tăng lên cao. Còn nếu như mấy các bạn yếu để view trước thì các bạn có thể giảm xuống là tầm 10. Và cái resolution này các bạn giảm xuống là half 20 thôi. Thì như vậy thì cái tốc độ làm việc của chúng ta nó sẽ nhanh hơn. Để làm việc với chế độ 3D mới này thì các bạn phải kích vào một Advanced 3D này các bạn mới làm được. Classic và 4D chúng ta không sử dụng được. Công việc tiếp theo là mình sẽ nhập một cái tấm hình background vào đây. Đây là cái tấm hình mây trời mình sẽ làm hậu cảnh cho cái bức tượng. Thì các bạn cũng sẽ kích hoạt chế độ 3D cho bức hình này. Thì thông thường thì nó sẽ ăn 3D ăn camera do vậy nên là chúng ta sẽ không thấy gì cả. Các bạn có thể chuyển sang chế độ custom view. Khi làm việc với môi trường 3D thì các bạn không còn quan tâm thứ tự trước sau nữa nha. Mà nó là quan nó quan trọng ở trục Z. Bây giờ các bạn chọn layer số 1 và layer số 3 tức là cái phần tấm hình và tấm bức tượng này các bạn nhấn phím B phở các bạn sẽ thấy cái thông số không hiện tại vị trí này trục x trục y và trục z thì cái thông số trục z nó giống nhau như vậy thì các bạn sẽ không thấy được sự khác biệt như vậy thì các bạn làm như thế này thì mình lăn chuột cho đây bạn thấy nè nếu như cái này bằng không nha thì các bạn thấy là nó sẽ cắt nửa cái vị trí của bức tượng của mình cho các bạn cho lùi ra À. Các bạn có thể lùi cái này ra xa hơn Lùi cái background ra xa hơn Và bấm chọn riêng một mình cái tấm hình để thấy được là cái hình bây giờ cũng đang rất là lớn Lùi ra một chút nữa Và dịch chuyển cái vị trí làm sao cho Đúng cái phần tầng mây mà đúng ý các bạn nha Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử set up camera để cho giống như cái phần review mẫu mà các bạn đã xem ở đây bức tường của chúng ta từ dưới đi lên để mà làm được cái camera theo ý đó thì mình sẽ tạo ra một cái Null các bạn vào layer chọn new và chọn Null object cái Null này mình cũng sẽ bật 3D và cái Null này mình sẽ dùng để điều khiển cái camera này mình sẽ dùng cái sáng ốc này này dẫn vào cái Null này parent link và như vậy thì các bạn thay đổi các thông số position này ừ. À. à, lên xuống này ừ. À thì cái camera chúng ta nó sẽ điều khiển được ngay mình sẽ reset lại cái yêu cầu thứ nhất của mình đó là về rotation để các bạn quan sát nha mình sẽ thử xoay các trục này đó hiện tại thì nếu như mà mình đang lật mình đang xoay như thế này á thì bức tượng của mình nó đang quá gần camera nên nó sẽ mất chi tiết như vậy thì mình sẽ dời cái vị trí camera ra mình sẽ nhấn phím b phở này mình lùi cái vị trí tổng quan ra hết đó mình lùi ra xin một chút Rồi mình sẽ nhấn lại phím R để mà mình thử mình thay đổi nè. Rồi vị trí nè. Rồi có thể là phím X ngay đây. Và khoảng 10 giây đi mình sẽ làm nhanh để mình cảm nhận được cái đây các bạn trở về không. Thì ý đồ của mình là tại vị trí này là mình cho bức tượng mình nó sẽ uh, hơi bị nghiêng theo cái trục về phía trước nè. Sau đó tại vị trí 10 giây trả lại vị trí cân bằng hết. Và mình sẽ dịch chuyển cái position của tấm hình này xuống xuống dưới đây luôn. Mình sẽ keyframe position ở đây, nhấn phím U này. Hiện ra điểm key tại vị trí 9 giây 19 thì mình sẽ reset lại position này. Thì mình để mình coi thử là cái chuyển động này nó có đúng cái ý của mình hay chưa. và theo cái mẫu của mình thì cái may của mình cũng sẽ di chuyển nữa như vậy thì các bạn có thể chọn riêng cái lớp may này tại đây set position lớp may này đến 9 giờ thì các bạn cho nó di chuyển qua đây mình sẽ làm ví dụ như vậy để các bạn hình dung nha để chúng ta sẽ có hiện tượng là từ từ bức tượng sẽ trồi lên và đạt trạng thái cân bằng nếu như các bạn muốn cận nữa thì chúng ta sẽ thay đổi cái vị trí uh, camera thêm một chút đây chúng ta sẽ tùy chỉnh riêng camera nha. À, nếu mà cận quá như vậy thì nó sẽ bị mất chi tiết như vậy thì các bạn sẽ thay đổi cái tiêu cự camera, các bạn chọn 80 đi, thay đổi tiêu cự camera để cho nó cận hơn. Lúc này thì do cái vị trí mà cái bokeh chúng ta phải thay đổi là một chút do thay đổi. Do chúng ta thay đổi tiêu cự rồi thì các bạn phải đưa cái uh, bức tượng lên gần cái khung chút. À, như vậy thì các bạn mới thấy được là cái bức tượng của chúng ta nó sẽ trồi dần lên như vậy. Rồi để cho tất cả những cái chuyển động này trở nên mềm mại thì các bạn đồng loạt chọn hết và phải chuột chọn là keyframe assistant và chọn easy easy. Hiện tại thì các bạn sẽ thấy là cái tốc độ này rất nhanh tại vì cái video mẫu của mình review á thì mình set trong phạm vi là trên 20 giây lận. Còn cái này là mình làm trong khoảng thời gian ngắn để mình có thể quan sát được cái điểm key. sau khi xong hết rồi thì mình sẽ kéo giãn tất cả những cái điểm key này ra đây. Trên 20 giây thì các bạn sẽ thấy được là cái nhịp nó khá là chậm và khi đó các bạn sẽ sử dụng những cái nhạc Phật giáo thì nó sẽ phù hợp về tốc độ chuyển động đi các bạn bật qua cái phần cái thước này nè chúng ta sẽ thay đổi tốc độ một chút cho cái đoạn đầu nó sẽ cao tốc độ nhanh lên thì các bạn sẽ thấy được cái tốc độ chuyển động lúc đầu nó sẽ nhanh sẽ giảm dần về về sau tại vị trí này thì uh, chúng ta quan sát lại một lần nữa chuyển động này Nếu như cái tốc độ các bạn muốn chậm hơn thì các bạn cứ giãn điểm key ra thôi. Xin như vậy là chúng ta đã làm được xong cái chuyển động như cái video mẫu rồi. Có một cái điểm lưu ý với các bạn là các bạn không thể nào đưa cái hiệu ứng effect vào bên trong cái khung này được. Ví dụ như chúng ta có một cái hiệu ứng bình thường về color correction giống như là uh, chỉnh màu đi. Các bạn đưa hiệu ứng cover vào trong cái 3D này không được. Như vậy muốn chỉnh màu được cái file này thì các bạn cần phải com hết lại. Vào layer chọn recompose này. Đặt tên đó là 01. Các bạn sẽ đưa hiệu ứng cover chỉnh màu vào lại. Các bạn có thể tùy chỉnh thêm về cái thông số là contrast xuống cho bức hình này để cho nó có thêm phần sắc nét này. Hoặc là các bạn cũng có thể đưa thêm cái F Lit in Look của Magic Bullet Resin này. Các bạn sẽ lựa chọn những reset màu ở trong này để cho nó xử lý nhanh. Từ từ nó sẽ ra cái phần reset này. Chọn ở đây thì các bạn sẽ thấy được nó sẽ có sự thay đổi rất là nhanh. Rất là nhiều tông màu ở trong này tùy vào nhu cầu của các bạn để mà các bạn lựa chọn một cái tông màu phù hợp nhất có thể nha. thì lựa chọn tông này và ok. đó thì các bạn sẽ quan sát lại là từ từ hiệu ứng may lên và nhân vật của chúng ta cái bức tượng um, sẽ lên từ từ như vậy. các bạn sẽ kết hợp với âm thanh nữa để tạo nên cái uh, sự sống động cho clip này. sau khi mà thấy ưng bụng cái phần chuyển động cũng như là cái ý đồ của các bạn làm rồi á thì chúng ta sẽ bật sang cái chế độ là final này nè các bạn sẽ bật sang cái chế độ review xin lỗi các bạn vô và các bạn vào file 01 nha các bạn vào cái mục là render option này các bạn có thể đẩy cái phần giá trị này lên là 100 phần trăm resolution này mình sẽ tăng lên là full 16 m smooth này mình chỉnh lên 8 nha tỏ chi tiết nó đẩy lên và cái tốc độ render nó cũng khá nặng rồi các bạn rồi như vậy là các bạn đã hoàn thành xong được cái bài tập của chúng ta ngày hôm nay đây là trang web của mình và nếu như các bạn muốn học những kiến thức về After Effects miễn phí các bạn click vào hướng dẫn ở đây. Tại cái mục hướng dẫn này thì nó chia rất là nhiều cái link ở bên này. Bạn là thuộc về cái trường hợp nào thì các bạn sẽ chọn vào đó. Nếu như các bạn là người mới bắt đầu các bạn click vào đây. Nếu như các bạn là người cần kiến thức để thực hành các bạn click vào đây thì web nó sẽ sắp xếp cho các bạn những cái bài phù hợp với các bạn. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu về Element 3D các bạn click vào đây. Ngoài ra thì có phần tài nguyên này thì những cái tài nguyên mà được phép sử dụng miễn phí thì mình cũng chia sẻ lên trên này và mình cũng xin giới thiệu với các bạn là mình có 3 khóa học Khóa học là After Effects uh, lớp lâu và khóa học After Effects v kỹ xảo Và khóa học các công cụ e AI miễn phí Nếu như các bạn quan tâm khóa học nào thì các bạn có thể click vào bên trong để xem cái nội dung Phù hợp với nhu cầu các bạn và cần hỗ trợ tư vấn thì các bạn có thể nhắn tin Nếu như phù hợp thì các bạn có thể đăng ký học à, Nếu như các bạn là thành viên của khóa này thì cái khóa này là mình sẽ đi kèm miễn phí luôn Và nó sẽ cập nhật kiến thức theo thời gian các bạn chỉ cần click vào bên trong để mà theo dõi cái nội dung mà nó phù hợp với cái nhu cầu mình đang cần đó nha ví dụ như các bạn đang cần về làm hoạt hình thì những cái khóa này hoàn toàn không phù hợp với các bạn nếu như các bạn đang cần về một kiến thức để gia công kỹ xảo kiến thức để gia công uh, những video những mv những clip những phim thì đây là một cái khóa học mà nó còn có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn nếu như các bạn học nghiêm túc bởi vì đây là những cái kinh nghiệm những kiến thức của mình muốn chia sẻ đến toàn bộ những người đăng ký khóa học này có thể áp dụng đi vào công việc của mình và hoàn thành nó thật tốt cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn sau